Vâng ạ, chào mừng các bạn học sinh khối lớp 5. Tiếp tục với phần thế giới số, ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề 6, truyền thông kỹ thuật số. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, hoàn tất chủ đề này thì các em có hiểu biết về. Thứ nhất là khái niệm về truyền thông kỹ thuật số. Thứ hai là cách phân loại các hình thức truyền thông kỹ thuật số. Thứ ba là ưu, nhược điểm của phương thức truyền thông kỹ thuật số. Để tìm hiểu về nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng đi qua các hoạt động. Thứ nhất là tìm hiểu kiến thức. Thứ hai, trải nghiệm. Thứ ba, thực hành. Hoạt động 4, khám phá và chia sẻ. Và hoạt động cuối cùng là em có biết. Chúng ta bắt đầu với hoạt động 1, tìm hiểu kiến thức. Vậy theo em, truyền thông kỹ thuật số là gì? Nào cô mời các em suy nghĩ. Truyền thông kỹ thuật số là hình thức truyền thông dùng phương pháp điện tử như thư điện tử, tin nhắn tức thời, tin nhắn văn bản, hội nghị truyền hình, vân vân. Một số phương thức truyền thông kỹ thuật số hiện nay, đầu tiên phải kể đến là email, hay còn gọi là thư điện tử, là hệ thống gửi và nhận thư qua mạng máy tính. Tiếp theo là tin nhắn tức thời, instant message. Thì tin nhắn tức thời chúng ta thông thường chúng ta hay dùng ví dụ như là Yahoo, Skype hay là Google Talk, vân vân. Thì là dạng các tin nhắn tức thời được gửi qua mạng di động. Tiếp theo là SMS, tin nhắn văn bản, short message service, là hệ thống gửi và nhận thư qua mạng máy tính. Tiếp theo là hội nghị truyền hình, video conferencing. Thì hội nghị truyền hình là dịch vụ cho phép hai người trở lên nói chuyện trực tuyến với nhau thông qua một mạng máy tính. Tiếp tục với hoạt động 2, trải nghiệm. Em hãy thực hiện yêu cầu sau đây. Em nổi hình ở giữa với logo của các phần mềm mà em nghĩ rằng đó là dịch vụ tin nhắn tức thời. Nào, cô mời các em. Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả. Đầu tiên là Facebook. Tiếp theo là Google Talk, Viber, Twitter và Skype. Vậy còn Zalo và Tango là như thế nào? Zalo là tin nhắn tức thời ở Việt Nam. Nó không được công nhận quốc tế và chúng ta đang học theo chứng chỉ quốc tế. Và Zalo chưa đáp ứng vì chưa cho đăng ký khi ở nước ngoài. Như vậy Zalo cũng không được xem là một tin nhắn tức thời ở nước ngoài hay là quốc tế. Đối với Tango thì là chú trọng về vấn đề livestream và nó hoạt động như một chat room hơn. Chúng ta bắt đầu với hoạt động 3, thực hành. Đâu là ưu điểm là hạn chế của giải pháp hội nghị truyền hình? Em hãy ghi cả ý dưới đây vào bảng sách giáo khoa trang 26 theo suy nghĩ riêng của em. Chúng ta có cả ý sau. Nào, cô mời cả em. Bây giờ chúng ta cùng xem cả ưu điểm và hạn chế của hội nghị truyền hình. Đầu tiên về ưu điểm là hạn chế lãng phí thời gian và tiết kiệm chi phí. Tiếp theo là linh động về thời gian và địa điểm, nhanh chóng trong tổ chức và ra quyết định, lưu trữ toàn bộ nội dung cuộc họp, và một ưu điểm quan trọng là an toàn và bảo mật. Về hạn chế, đầu tiên là cần phải có hệ thống máy tính chuyên biệt. Tiếp theo là đòi hỏi thiết bị truyền ảnh và âm thanh chất lượng cao. Đường truyền Internet phải đảm bảo chất lượng tốt. Như vậy đây chính là cả ưu điểm và hạn chế của phương thức hội nghị truyền hình. Hoạt động 4, khám phá và chia sẻ. Theo em, học sinh có thể sử dụng công cụ hội nghị truyền hình để thực hiện những hoạt động nào nhằm giúp các em học tốt hơn? Hãy ghi cả ý tưởng đó vào sách giáo khoa trang 26. Cô mời các em. Phải nhận hoạt động được thực hiện bởi công cụ hội nghị truyền hình như là cung cấp một môi trường giáo dục, phương thức đào tạo từ xa có tính tương tác cao. Việc học tập được thực hiện bất cứ nơi nào. Việc học tập giảng dạy sáng tạo, sinh động và phong phú hơn, giúp việc tiệm thu được hiệu quả hơn.
giải pháp dễ tiếp cận, tận dụng được các thiết bị sẵn có như máy tính, điện thoại, vân vân. Cuối cùng, chúng ta sẽ bước sang hoạt động thứ năm, em có biết. Có hai dạng khung thời gian cho truyền thông, đó là thời gian thực và có độ trễ. Không bao giờ được phép mở các bức ảnh, file download hay nhấp vào các đường link từ tin nhắn của người lạ. Không được cung cấp mật khẩu, số thẻ tín dụng qua tin nhắn tức thời vì nó không an toàn. Nếu sử dụng máy tính công cộng, em đừng chọn tính năng cho phép tự động truy cập và em hãy đăng xuất trước khi đóng trình duyệt. Khi em mong muốn được phản hồi ngay tin nhắn thì em nên gửi tin nhắn văn bản thay vì gửi email. Như vậy sau bài học ngày hôm nay, các em đã tìm hiểu được về các phương thức truyền thông kỹ thuật số. Em hãy xem lại nội dung bài đã học và chuẩn bị cho cô chủ đề 7, công dân thời đại kỹ thuật số. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.